Minh Nhí tiết lộ chuyện tài chính khi mở sân khấu kịch cùng Việt Hương. Nghệ sĩ Minh Nhí có dịp trải lòng về tình hình sân khấu kịch, đồng thời tiết lộ tình thầy trò với nghệ sĩ Việt Hương. Ngoài là diễn viên, Minh Nhí còn tham gia công tác đào tạo và quản lý sân khấu kịch. Chia sẻ với chúng tôi, Minh Nhí bày tỏ niềm hạnh phúc khi trong năm 2023, sân khấu kịch Trương Hùng Minh được khán giả yêu thương, ủng hộ. Đây là nguồn động lực lớn để nam nghệ sĩ tiếp tục ra mắt những vở diễn mới trong thời gian tới. Tôi luôn tôn trọng, lắng nghe những góp ý của khán giả. Với những ý kiến đúng, tôi sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Ông trải lòng về nguyên tắc làm nghề. Cũng theo Minh Nhí, việc điều hành một sân khấu kịch không hề đơn giản, đặc biệt là vấn đề tài chính. Nam nghệ sĩ cho biết điều đáng mừng là các suất diễn từ trước đến nay luôn được ủng hộ, từ đó ông có kinh phí để thực hiện những vở diễn mới. Nhờ vậy mà tôi cũng nhẹ cái đầu. Nếu mọi người để ý, mỗi một vở diễn được chúng tôi đầu tư đạo cụ khác nhau chứ không tận dụng đồ cũ. Chúng tôi biết bây giờ khán giả rất khó tính nên phải kỹ lưỡng, diễn viên Cái Bóng Bên Chồng chia sẻ. Minh Nhí hạnh phúc khi sân khấu kịch luôn nhận được sự yêu thương. Ủng hộ của khán giả sân khấu kịch Trương Hùng Minh là tâm huyết của Minh Nhí và cô học trò Việt Hương. Trong suốt quá trình làm việc chung, nam nghệ sĩ tiết lộ vợ Hoài Phương để ông toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, khi học trò đóng góp ý kiến, Minh Nhí lắng nghe, xem xét, nếu thấy đúng sẽ làm. Chúng tôi có sự trân trọng qua lại. Quá trình học tập ở trường chỉ có mấy năm thôi, nhưng bây giờ Hương đã là đồng nghiệp rồi nên phải tôn trọng ý kiến nhau. Chính vì điều đó mà hai thầy trò đồng thuận, vui vẻ, ông bật mí. Quá trình đầu tư vở diễn mới, Việt Hương luôn sẵn sàng hỗ trợ thầy về mặt kinh phí. Tuy nhiên, Minh Nhí chưa bao giờ ngỏ ý về chuyện này bởi ông quan điểm, thầy trò là thầy trò. Học trò của mình đã báo hiếu cho mình đủ thứ rồi. Tôi biết mình mở miệng là sẽ được nhưng tôi muốn tự làm. May mắn là khán giả yêu thương nên có nguồn tài chính lo cho sân khấu. Minh Nhí dành những lời có cánh khi nhắc về học trò Việt Hương. Nhắc đến Việt Hương, Minh Nhí ánh lên niềm tự hào. Ông quý mến học trò không chỉ bởi cách làm nghệ thuật mà còn vì cách kinh doanh, cách đối nhân xử thế. Với tôi, học trò càng thành công thì tôi càng thấy vui. Như mọi người thấy, Hương sống có tình, có nghĩa. Dù cho có đình đám, giàu nứt vách cỡ nào thì Hương vẫn tôn trọng, yêu thương, muốn báo đáp cho thầy, nam nghệ sĩ bày tỏ. Đồng thời, Minh Nhí nói thêm, Việt Hương với sự nghiệp như vậy, tên tuổi như vậy thì lâu lâu hỏi thăm hoặc ngày lễ Tết gửi quà là đủ rồi. Nhưng Hương còn làm hơn như vậy nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui. Đời làm nghề của tôi lợi nhất là có nhiều học trò, một trong người khiến tôi an tâm nhất là Việt Hương. Nhiều bạn ra trường rồi, nhưng nếu làm sai cái này, cái kia thì tôi vẫn phải chỉ dạy. Còn Hương thì không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.